chờ tình xa ai nào ngờ tình yêu phai nhạt màu còn đâu tình cho trao về người thì dẫu lỡ làng rồi người hỡi xin chọn đời lẻ loi chiều mưa ngày nào say bước bên nhau tin yêu ra sao chân xưa tin yêu bây giờ trả lại người xưa tình lỡ nên tình buồn tình xa nên tình sâu tình yêu phai nhạt cho cuộc tình dù đã bao muộn phiền lòng vẫn xin trọn đời người
Xin cảm ơn quý vị và anh Tuyết rất là cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính. Bởi vì giữa anh Tuyết và nhạc sĩ Nguyễn Chính như vậy là cái mối quan hệ cũng là đã gần 20 năm rồi. Kể từ khi anh Tuyết được biết nhạc sĩ Nguyễn Chính cho đến nay. Và phải nói rằng mỗi khi mà anh Tuyết hát thì với tiếng đàn piano của Nguyễn Chính thì là làm cho anh Tuyết cảm thấy cái tiếng hát của mình nó quyện hơn, tiếng hát của mình bay bổng hơn và cái tâm hồn của mình được đến gần với người nghe nhiều hơn. Một lần nữa anh Tuyết xin được cảm ơn tiếng đàn piano của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính. Xin được cảm ơn ca sĩ Anh Tuyết và tụi con cũng xin được gửi đến chú Nguyễn Anh Chính bó hoa tươi thắm của chương trình ạ. Xin được chúc chú dồi dào sức khỏe và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ.